gặp rau dọc đường nó lại nói với cả người dân bảo mưa rồi đấy. Sắp xong. Xử lý không chưa? Ờ, đứng xử lý đâu. Có chuyện người dân bảo ngứa giá ấy. Ui. Ai ngứa trước nhỉ? Kinh thật nhỉ. Ờ. Hôm nay đang quay đấy, ai ngứa trước thì cứ ngứa đi. Đây. Quay miệng rồi. Gặp rau dọc đường nó lại nói với cả người dân bảo ngứa rồi đấy. Sắp xong. Xử lý không chưa? Ờ, đứng xử lý đâu. Có chuyện người dân bảo ngứa giá ấy. Ui. Ai ngứa trước nhỉ? Kinh thật nhỉ. Hôm nay đang quay đấy, ai ngứa trước thì cứ ngứa đi. Đây. Auto quay miệng rồi. Không làm đúng quy trình thủ tục ấy, kéo sai gì thiếu gì là này. Thôi chị về tên đi chị. Anh đi đổi tiền thôi, không. Lại không kiểu đấy đấy. À, không, tôi không có tiền thì làm sao tôi giải được. Được rồi. Anh cứ đi, tôi sẽ kiếm gì. Được rồi. Em vừa làm ở bên. Chị có 20.000 không? Em không có. Việc đi ra thì là đổi em. Anh phạt, nhưng mà bây giờ kia em không có, anh ở đây. Có không? Cháu đổi tiền đi. Úi dồi. Bà đổi hộ cháu mới 50.000, cháu chỉ lấy 30.000 thôi. Cho bà 20. Có tờ 20.000 cho cháu nhá. Gặp nhau vẫn không long thương đúng không? Nói lại câu hôm trước thì vẫn thì không long thương đúng không? Hôm nay mà nói lại được câu như thế thì tốt thôi. Hôm nọ bảo đây đồng chí này là ai bảo nói chuyện với người dân bảo là ngứa giá ấy. Gặp rau dọc đường nó lại nói với cả người dân bảo ngứa giá ấy. Sắp xong. Xử lý không chưa? Ờ, đứng xử lý đâu. Có chuyện người dân bảo ngứa giá ấy. Ui. Ai ngứa trước nhỉ? Kinh thật nhỉ. Hôm nay đang quay đấy, ai ngứa trước thì cứ ngứa đi. Đây. Auto quay miệng rồi. Ơ chết tại miệng thôi. Nghe nó cũng vào tai. Đúng rồi. Nghe nó sướng nhỉ. Cháu đâu nghe hay đấy. Đúng rồi. Người đâu đấy? Quay đi. Quay vào. Có điện thoại thì nghe rồi. Có chuyện người dân được ăn học đào tạo bài bản. Cháu chỉ lấy 20.000 thôi. Có tờ 20.000 là được. Cho bà 20.000. Được ăn học đào tạo bao nhiêu nói chuyện người dân ngứa ra ấy. Ai nói thế anh? Tôi thấy toàn anh nói thôi, anh không ai nói đâu. Cũng rất may là ông kia kìa, hôm nay không dám đối diện với tôi đâu. Anh phải nắp cái gương bên trái mà đây. Sau tôi lột có 90 mà đưa tôi hai cái pin line 50 là như nào đây? Cứ bù cho anh 10.000. Tôi không bù 10.000 sao đâu, ông phải xử phạt hai cái 20.000 cơ à? Mà xé kiểu như thế. Tôi thừa tiền tôi còn phải cho người ta 20, tại sao ông phải bù tôi 10.000 làm gì? Ấy à? Nếu mà tôi động vào chân ông có khi ông ngã đấy. Có chuyện người dân làm ngay cái ông ngứa giá. Sợ thật cày. Tiền của anh nha. Tôi ra bên này. Lấy cho tôi hai cái bên này 20 cho tôi. Đủ thành 90. Ông làm việc đã làm gì lương lậu khó khăn rồi còn bù cả tiền cho dân nó khổ ra. Làm việc khó khăn vất vả. Nắng mưa.
bao giờ tôi có bên này đấy đấy. Bên này thì không mang theo lại còn phải để dân đi chờ đợi. Mỗi 90.000 thôi mà. Đi làm người ta phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tôi vẫn chưa thực hiện được cái lời hứa với đồng chí của đồng chí cấp dưới của đồng chí. Tôi hứa là kiểu gì cũng phải cho một cái đơn, nhưng tôi chưa đủ căn cứ. Nói chuyện người dân mà ngứa dái chết người không, bao nhiêu cơm sức ăn học đào tạo của nhà nước mà nói rằng những lời như thế. Không còn từ gì để nói thì nói những lời như thế. Hôm nay thì đầy đủ căn cứ rồi.
Tôi phải chờ bao nhiêu lâu nữa đây anh ơi? Hả? Đồng chí thượng úy ơi, tôi phải chờ bao nhiêu lâu nữa đây?